Hello, xin chào các bạn. Hôm nay thì mình xin được phép hướng dẫn các bạn lắp ghép một chiếc máy bay chiến đấu cơ cực kỳ xịn sò luôn, được trang bị hai lòng súng ở hai bên. Và để lắp ghép được chiếc máy bay này thì điều đầu tiên là các bạn cần chuẩn bị cho mình những bộ phận Lego như mình đã sắp xếp ở đây nha. Rồi, các bạn có thể chụp lại màn hình để lựa chọn các biệt thiết những bộ phận Lego rồi chúng ta cùng lắp nhá. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Rồi, mình lắp đây.
Rồi, đến đây là hoàn thành rồi nhá.